Hàng năm cứ đến cuối tháng 4 đầu tháng 5 âm lịch là đến mùa dâu tiên xứ Truồi. Những quả dâu tiên rất đặc biệt, dù chín nhưng vỏ bên ngoài vẫn còn màu xanh vì ngọt thanh. Tận dụng tiềm năng đất đai vùng gò đồi của thôn Thủy An, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, nhiều hộ nông dân ở đây đã trồng và không ngừng mở rộng diện tích với loài cây ăn quả được xem là đặc sản này. Những công sức của người nông dân bỏ ra do đã được đền đáp xứng đáng. Hộ gia đình ông Trương Văn Luộc ở vùng gò đồi thôn Thủy An sở hữu khoảng 15 gốc dâu tiên, trong đó có trên 10 gốc trên 10 năm tuổi. Theo ông Luộc, niên vụ dâu năm nay được xem là được mùa, được giá. Ước tính mỗi cây cho thu hoạch từ 2 tạ đến 2,5 tạ, với giá bán từ 20 đến 25 nghìn đồng 1 kg, thì mỗi cây cho thu nhập hơn 3 triệu đồng. Vườn này thì nếu mà cả lớn cả nhỏ thì được là 15 gốc. Thì chủ lực là độ khoảng 10 gốc là có trái là trong 10 năm. Thì nói chung là dâu tiên càng ngày càng lớn, là trái càng ngày càng nhiều. Dâu tiên xuất phát từ xứ Truồi từ xưa, nổi tiếng ngon ngọt. Vào mùa này, dâu bắt đầu chín rộ và bắt đầu cho thu hoạch. Những cành dâu chi chít trái, trái buông chọc và đeo bám quanh thân cây, quả nào cũng xanh da tròn trịnh. Dâu Truồi to chỉ bằng đầu ngón tay cái của người lớn vì ngọt thanh, mọc nước. Theo ông Luật, dâu tiên là loài cây có ưu điểm ít sâu bệnh, dễ chăm sóc. Để cây dâu sai quả có vị ngọt thanh, mọc nước, sau khi thu hoạch cần phải thường xuyên chăm sóc, bón phân đầy đủ. Theo như mà tìm hiểu thì cả chi cũng phải có sự là đủ cái thành phần chất là dinh dưỡng của nó. Từ cái đó nó mới có cái ngọt, cái đầu trái hoặc là cái sâu bệnh như thế nào đó, là cái đó mình phải chăm thường, nói chung là thường xuyên ra chăm sóc vườn. Chưa có con số thống kê đầy đủ đến nay có bao nhiêu diện tích trồng dâu tiên, nhưng tập trung nhiều nhất là các xã vùng Truồi và phụ cận như Lộc An, Lộc Điền và Lộc Thủy với diện tích khoảng từ 5 đến 7 hectare. Đây là loài cây rất đặc trưng cho các khu vườn Huế. Riêng tại xã Lộc Thủy, để khai thác tiềm năng đất đai vùng gò đồi, đến nay Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy An đã đưa vào quy hoạch và phát triển khoảng 30 hectare diện tích trồng cây ăn quả, trong đó có khoảng 20 hộ tham gia trồng dâu tiên với diện tích khoảng 3 hectare. Dâu tiên mà muốn mở rộng ra thì cũng tập huấn nội ba con và nhân rộng cùi cả cái giống dâu tiên ra, rồi cũng liên hệ với phòng nông nghiệp để xin kinh phí hỗ trợ cho ba con vừa là nhân rộng cái mô hình trong cây dâu tiên, vì cây dâu tiên là rất có hiệu quả, vì rất kinh tế, với một cây là khoảng 3 triệu. Thành thử do đó đời sống nông dân bây giờ cái điều kiện công ăn việc làm, về kinh tế hộ cần phải được củng cố và phát triển cho mạnh mẽ để cho đảm bảo đời sống của thành viên. Theo nhiều hộ nông dân thì năm nay là vụ dâu được mùa được giá. Dâu tiên tại các vùng có thương hiệu như Lộc Điền, Lộc An giá dao động từ 40 đến 50 nghìn đồng 1 kg, lúc cao điểm lên đến 60 nghìn đồng 1 kg. Không đơn thuần như những loài trái cây khác, dâu tiên xứ Truồi gắn bó với người dân nơi đây từ xưa nay. Quả dâu thông thường được dùng làm quà biếu người thân bạn bè. Ngoài ra, quả dâu còn là lễ vật cúng gia tiên của người dân xứ Truồi trong dịp Tết Đoan Ngọ. Song khi được cả địa phương nơi đây quy hoạch phát triển thành sản phẩm hàng hóa đặc trưng của vùng đất xứ Truồi, đại dân khẳng định thương hiệu đã góp phần nâng cao thu nhập tăng thêm cho các hộ gia đình nông dân.